Kính thưa quý vị, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đều dựa vào sức mình để làm ra vũ khí chống giặc ngoại xâm, tạo nên ý chí tự lực tự cường. Vấn đề độc lập, tự chủ về vũ khí, trang bị, kỹ thuật là đích đến của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Vì vậy mà Việt Nam ta đưa thành tố tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng là mục tiêu phát triển công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Ấy vậy mà mới đây, ngày 13 tháng 9 năm 2023, truyền thông Trung Quốc cho rằng Việt Nam không thể tự lực sản xuất vũ khí và phải dựa dẫm vào Nga, và mặc dù Nga đang bị Mỹ trừng phạt, Việt Nam vẫn phớt bỏ ngoài tai, phớt lờ những lệnh trừng phạt đó để ngầm giao dịch với Nga. Và trên trang báo Suhu, một trang báo chính thống của Trung Quốc, có bài viết với tựa đề "Bỏ qua lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ khi Biden đến thăm Việt Nam, Việt Nam muốn mua vũ khí của Nga". Ý trong bài báo này nhấn mạnh là Việt Nam e ngại Mỹ nên ngầm vẫn mua vũ khí của Nga, vì Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ với Mỹ và Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ chính sau khi quay trở lại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mỹ đã tích cực tăng cường quan hệ với các nước xung quanh Biển Đông, trong đó có Việt Nam, mục đích là để thu phục quốc gia này và cùng nhau chiến đấu chống lại Trung Quốc, và Việt Nam chưa có lập trường vững chắc trong quan hệ ngoại giao. Vậy những thông tin bài báo này nói có đúng không? Thì chúng ta cùng tìm hiểu qua video số này. Đầu tiên bài báo viết như thế này. Báo cáo của New York Times, sau khi hội nghị thượng đỉnh G20 và nhân chuyến thăm cao cấp của Tổng thống Mỹ Biden tới Việt Nam, truyền thông Mỹ tiết lộ một tài liệu nội bộ của chính phủ Việt Nam cho thấy Việt Nam đang lập kế hoạch bí mật mua vũ khí từ Nga, bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ. Văn bản đề tháng 3 năm 2023, nội dung đã được cơ quan chức năng Việt Nam xác nhận. Các tài liệu mô tả cách Việt Nam bí mật trả tiền mua vũ khí thông qua các liên danh giữa hai nước. Tài liệu cũng giải thích rằng vào thời điểm Nga đang bị trừng phạt, thỏa thuận vũ khí này có thể củng cố niềm tin chiến lược lẫn nhau giữa hai bên. Có lẽ là tác giả bài viết đã không biết rằng Việt Nam đã mua vũ khí của Nga từ những năm 90, và trước đó trong 3 cuộc chiến tranh chống Mỹ và 2 cuộc chiến tranh biên giới, vũ khí Việt Nam không những tự sáng chế mà còn nhận được viện trợ rất nhiều từ phía người bạn Liên Xô, và chính là Nga của sau này. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ, Nga nối gót là nước chuyển giao vũ khí cho Việt Nam. Nga đã là đối tác lâu đời của Việt Nam từ xưa tới nay. Kể cả khi Mỹ cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, thì Nga vẫn là đối tác tin cậy bán mọi vũ khí Việt Nam cần. Vậy nên, Việt Nam mua vũ khí không có gì là bí mật cả. Đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu mà từ trước tới nay Việt Nam vẫn làm. Nga không chỉ là đối tác bán vũ khí cho Việt Nam, mà trước tới nay Việt Nam và Nga đã thắm tình đồng chí, coi nhau như người bạn thân thiết nhất của mình. Vậy nên, dù Mỹ có trừng phạt Nga thì Việt Nam cũng không quan tâm đến vấn đề đó. Việc củng cố niềm tin chiến lược giữa hai bên là chuyện nên làm và hết sức cần thiết. Tiếp đến, tác giả bài báo còn viết rằng truyền thông Mỹ cho rằng Việt Nam cũng là nước nhập khẩu vũ khí lớn, từ lâu đã phụ thuộc vào vũ khí của Nga. Điều này đã làm suy yếu mối quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ. Năm 2017, Mỹ cấm các nước làm ăn với cơ quan tình báo quân sự Nga. Năm ngoái, do chiến dịch Nga-Ukraine, Mỹ đã đuổi Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu, khiến Việt Nam không thể trả tiền cho Nga qua các kênh thông thường. Một số tài liệu cho thấy Nga sẽ cấp tín dụng cho Việt Nam để mua vũ khí hạng nặng, trong đó có tên lửa chống hạm, hệ thống tên lửa phòng không và máy bay chiến đấu. Đúng vậy, Việt Nam là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Nga, nhưng Việt Nam không phụ thuộc vào Nga, mà bởi vì Nga từ lâu là nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Nhưng những vũ khí của Nga được cho là hiện đại và là mạnh bậc nhất thế giới. Cũng như bao nước khác, Ấn Độ, Châu Phi, Mỹ Latin hay một số công ty của Mỹ cũng mua vũ khí của Nga, và ngay cả Trung Quốc cũng mua rất nhiều vũ khí từ Nga. Không phải ngẫu nhiên, loại vũ khí do Nga sản xuất lại trở nên đắt hàng trong nhiều năm qua. Vũ khí của Nga đã được nhiều quốc gia đánh giá nổi tiếng về độ bền. Ngoài ra, thỏa thuận mua bán giữa các nhà sản xuất vũ khí của Nga với khách hàng thường bao gồm cả việc bảo trì, sửa chữa và cung cấp phụ tùng thay thế. Cùng với đó, còn có những hợp đồng hợp tác với các trường quân sự của Nga để mời các chuyên gia huấn luyện. Vậy thì sao Việt Nam không thể lựa chọn vũ khí tốt nhất cho mình? Hơn nữa, một nước đứng đầu về sản xuất vũ khí như Mỹ cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam kể từ sau chiến tranh chống Mỹ năm 1975. Năm 2016, Tổng thống Obama đã gỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam nhằm tăng cường năng lực quân sự cho Việt Nam vì sự bành trướng của nước bạn. Nhưng Việt Nam đã và sẽ không bao giờ có ý định xâm lược
hay tấn công nước khác, nên Việt Nam không có ý định mua vũ khí tấn công mà chỉ chú trọng vũ khí phòng thủ. Bởi Việt Nam của chúng tôi chiếm vị trí chiến lược mà tất cả các nước trên thế giới đều thèm. Trong đó có nước bạn là một nhân tố đặc biệt mà Việt Nam luôn luôn canh phòng, luôn luôn cảnh giác và phòng ngừa. Còn vấn đề tác giả nói do chiến tranh Nga-Ukraine, Mỹ đã đuổi Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu, khiến Việt Nam không thể trả tiền cho Nga qua các kênh thông thường. Thì điều này là lẽ dĩ nhiên, bởi đây là hệ thống thanh toán toàn cầu hiện đại, nhanh chóng, độ bảo mật rất cao và chi phí thấp hơn các giao dịch thanh toán truyền thống khác. Như vậy, việc Nga bị ngắt khỏi hệ thống SWIFT có thể khiến các giao dịch thanh toán chuyển tiền quốc tế từ Việt Nam sang Nga bị ảnh hưởng phần nào. Tuy nhiên, cũng không có quá nhiều vấn đề khi giao dịch giữa Nga và Việt Nam hay các nước khác cũng vẫn sẽ được duy trì nếu không có hệ thống thanh toán SWIFT. Vì trên thực tế những năm qua, Nga đã chuẩn bị cho khả năng bị loại khỏi SWIFT và lập ra hệ thống thanh toán riêng có tên là SBFS sau khi bị phương Tây trừng phạt từ năm 2014. Và không dừng lại đó, tác giả bài viết còn cho rằng tỷ lệ tự chủ về vũ khí trang bị của Việt Nam rất thấp, thậm chí không thể sản xuất được đạn pháo cho xe tăng cỡ nòng lớn. Cả ba lực lượng vũ trang đều có số lượng lớn trang bị của Liên Xô trước kia và Nga ngày nay. Ví dụ như quân đội được trang bị số lượng lớn súng trường AK và xe tăng chiến đấu chủ lực dòng T, xe tăng hiện đại nhất là T-90 mua từ Nga. Không quân được trang bị các máy bay chiến đấu Su-22, Su-27 và Su-30 đều mua từ Nga hoặc Liên Xô cũ. Số lượng máy bay chiến đấu rất ít, dưới 100 chiếc. Nói đến điều này thì chắc chắn tác giả không tìm hiểu kỹ về quốc phòng Việt Nam hoặc đưa ra số liệu từ những năm 2000. Hiện tại, Việt Nam đã làm chủ 5 nhóm sản phẩm công nghệ quốc phòng lớn, cơ bản đáp ứng tác chiến, chiến thuật hiện đại. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trưng bày 5 nhóm sản phẩm chính do Việt Nam làm chủ công nghệ và tự sản xuất. Nhóm 1 là vũ khí bộ binh, bao gồm súng cầm tay như tiểu liên, trung liên, đại liên, trọng liên, súng phóng lựu, súng máy, súng cối, súng chống tăng, súng phòng không 12 ly 7. Nhóm thứ hai là đạn dược. Đến nay Việt Nam đã chủ động sản xuất được tất cả đạn cho súng bộ binh và pháo binh, phòng không mặt đất và nhiều loại pháo dùng cho tàu hải quân. Nhóm thứ ba là sản phẩm về vũ khí quang học, tiêu biểu nhất là ống ngắm ngày đêm gắn cho súng bộ binh, súng chống tăng, súng cối. Nhóm thứ tư là sản phẩm thuộc về ngành công nghiệp đóng tàu. Đến nay, nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã chủ động đóng mới được 50 chủng loại tàu, trong đó nhiều loại tàu chiến hiện đại, tàu pháo, tàu tên lửa, tàu hỗ trợ tàu ngầm, tàu cảnh sát biển, tàu cho lực lượng kiểm ngư. Những loại tàu này phục vụ cho cả mục đích kinh tế cũng như xuất khẩu. Nhóm thứ năm là khí tài nghi binh, nghi trang, vật tư kỹ thuật cải tiến, hiện đại hóa, nâng cấp vũ khí trang bị cho bộ đội. Từ công nghệ nền, công nghệ lõi, Việt Nam đã sản xuất được một số sản phẩm kỹ thuật cao như tổ hợp vũ khí điều khiển bắt bám ngày đêm, robot chiến đấu gắn súng tiểu liên, trọng liên hoặc hỏa lực khác, trang thiết bị phục vụ cho hải quân, không quân như hệ thống điều hướng, dẫn đường cho máy bay cất, hạ cánh trong điều kiện thời tiết phức tạp ở sân bay dã chiến. Ngoài ra các lực lượng cũng chế tạo thành công thiết bị phát hiện vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, sinh học, chất tẩy xạ, tiêu độc cho phương tiện, trang bị khi tấn công hạt nhân, sinh học, thiết bị mô phỏng thời gian thực, mô phỏng tình huống tác chiến phục vụ cho huấn luyện. Việt Nam cũng đang nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, làm chủ từng các loại vũ khí công nghệ cao, có điều khiển, tích hợp hệ thống. Việt Nam không những sản xuất được đạn pháo cỡ nòng lớn, mà còn sản xuất được pháo như lựu đạn 122mm, pháo dã chiến, pháo phản lực, hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật v.v. Các loại xe tăng của Nga mua từ trước đến nay vẫn được sử dụng. Nhưng cái đáng nói là Việt Nam đã mua công nghệ sản xuất của Nga và sản xuất tại Việt Nam. Những dòng xe tăng T-90 của Nga được Việt Nam sản xuất và phát triển thêm như xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S và T-90SK được triển lãm quốc phòng Việt Nam năm 2022 công bố ra mắt. Đối với máy bay chiến đấu, Việt Nam có 480 chiếc máy bay chiến đấu, chứ không phải là 100 chiếc như tác giả bình luận. 100 chiếc mà tác giả nêu chỉ là tổng hợp Su-22 đang hoạt động tốt. Còn lại là các loại máy bay chiến đấu khác như Su-27, Su-30, Su-30, Su-30 MK2V. Con số 300 không phải là nhiều, nhưng ở trong tay người Việt Nam thì đó là một lực lượng đáng gờm. Như trong thời chống Mỹ, Việt Nam chỉ chưa đến 100 chiếc máy bay chiến đấu, nhưng đã bắn hạ máy bay Mỹ với tỷ lệ là 1 trên 1,3. Tức là một máy bay Việt đổi lấy 1,3 chiếc máy bay Mỹ. Và Việt Nam chúng tôi rất tự hào, đó là lực lượng không quân duy nhất bắn hạ được máy bay B-52 của Mỹ. Thêm vào đó, không quân Việt Nam cũng không còn đơn thuần chỉ là tiêm kích mà đã có cả chục máy bay ném bom mặt đất và máy bay tác chiến biển. Trong thời gian tới,
với mục tiêu đã được Bộ Quốc phòng xác định là ưu tiên phát triển không quân và hải quân lên hiện đại. Chắc chắn lực lượng không quân Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới. Và tác giả bài viết còn khẳng định về mặt hải quân, các tàu ngầm lớp kilo chủ lực và khinh hạm Cheetah 3,9 cũng mua từ Nga. Tỷ lệ trang bị này của Liên Xô, Nga lớn hơn so với quân đội Ấn Độ. Hơn nữa, do chi tiêu quân sự thấp và lý do chính trị, Việt Nam khó mua vũ khí, trang thiết bị tiên tiến từ các nước phương Tây, khiến Việt Nam gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Nga. Ví dụ như, Việt Nam cần máy bay chiến đấu, tàu chiến và hệ thống phòng không, Việt Nam có thể không đủ khả năng mua những thiết bị này do Mỹ sản xuất. Trong những năm gần đây, Việt Nam chúng tôi đang đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí, không những nguồn vũ khí từ Nga mà còn Hàn Quốc, Ấn Độ, Israel cũng là những đối tác cung cấp vũ khí lớn cho Việt Nam. Các công nghệ hiện đại mà Hàn Quốc có thể chuyển giao cho Việt Nam gồm máy bay điều khiển từ xa, đóng tàu cỡ lớn, chế tạo phương tiện chiến đấu bọc thép và hàng không quân sự. Những công nghệ này đều rất cần thiết để phát triển nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam hướng tới tự chủ và hiện đại. Ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đã được bảo chứng và danh mục vũ khí xuất khẩu của nước này cũng phù hợp với một số nhu cầu của Việt Nam. Ấn Độ có thể cung cấp cho Việt Nam tên lửa hành trình siêu thanh như Brahmos và các loại tàu chiến v.v. Vâng, những nội dung trên, bài báo nói thì cũng không tranh cãi nhiều, nhưng mấu chốt bài báo tác giả còn nhấn mạnh thêm. Trong những năm gần đây, Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ chính. Sau khi quay trở lại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ đã tích cực tăng cường quan hệ với các nước xung quanh Biển Đông, trong đó có Việt Nam, mục đích là để thu phục quốc gia này và cùng nhau chiến đấu chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, hầu hết các nước trong đó có Việt Nam vốn từng có chiến tranh với Trung Quốc trong lịch sử đều không hào hứng với đề xuất của Mỹ. Trao đổi kinh tế, thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ. Phần lớn các nước này có sức mạnh quân sự rất hạn chế. Thay vì mạo hiểm đối đầu với Trung Quốc, tốt hơn hết là hợp tác trung thực với Trung Quốc, phát triển kinh tế hơn nữa. Và hơn nữa, với bài học rút ra từ Ukraine, không nước nào muốn rơi vào ngọn lửa chiến tranh. Vì vậy, nếu Mỹ muốn thắt chặt quan hệ với Việt Nam, thì các lĩnh vực hợp tác còn rất hạn chế. Vâng, có vẻ như Trung Quốc luôn lo ngại một Việt Nam liên minh với Mỹ chống lại Trung Quốc. Nhưng Việt Nam không làm điều đó. Hợp tác nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ cũng giống như hợp tác với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc. Nó là một hợp tác trên nhiều mặt, toàn diện và sâu sắc, chứ không phải là một liên minh quân sự. Việc Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ chính khi xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương là nhằm hạn chế khả năng bành trướng của Trung Quốc và khiến cho Trung Quốc là một nước lớn không uy hiếp được nước nhỏ. Lợi ích của Mỹ bị ảnh hưởng khi Trung Quốc ngày càng trở nên hung hăng và bành trướng hơn trên Biển Đông. Những điều này không cho thấy được việc Mỹ yêu cầu Việt Nam cùng chống lại Trung Quốc, và Việt Nam cũng không bao giờ làm vậy, bởi Việt Nam luôn nhất quán đường lối chính sách đề ra là không liên minh quân sự, không đứng về nước này để chống nước khác. Việt Nam luôn luôn muốn giữ thế cân bằng trong ngoại giao và luôn mong muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới, không chỉ riêng mình Mỹ hay Trung Quốc. Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình và không muốn gây chiến với bất kỳ quốc gia nào, trong đó có cả Trung Quốc. Việc yên ổn làm ăn, sống trong hòa bình, vui vẻ, nhân dân xây dựng đời sống kinh tế phát triển là điều quốc gia nào cũng mong muốn. Hợp tác với nước lớn như Trung Quốc và Mỹ để phát triển kinh tế là điều Việt Nam luôn đề cao. Và như tác giả nói, bài học rút ra từ Ukraine, không nước nào muốn rơi vào ngọn lửa chiến tranh cả. Vậy nên, Việt Nam sẽ không chọn phe, không nghiêng về bên nào. Và việc Mỹ thắt chặt quan hệ với Việt Nam về lĩnh vực quốc phòng, nhưng Việt Nam có lựa chọn mua vũ khí của Mỹ hay không, đó là quyền của Việt Nam, không được nước nào can thiệp vào quyền quyết định của Việt Nam. Nói thật ra là chẳng qua Trung Quốc đang khá sợ hãi nếu có sự hiện diện vũ khí của Mỹ ở phía nam của Trung Quốc. Việc Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương năm 2016 cũng có thể xem là việc Mỹ muốn xích lại gần Việt Nam để bán vũ khí cho Việt Nam. Và Việt Nam đang có rất nhiều lựa chọn trong việc mua vũ khí, chẳng qua Việt Nam chúng tôi đang tìm cách thuận mua vừa bán, nước nào bán vũ khí tốt, phù hợp, giá cả hợp lý thì chúng tôi mua. Tác giả còn nói thêm, nhưng ngay cả với những người dùng trung thành như Việt Nam, xuất khẩu thiết bị Nga vẫn gặp khó khăn. Dữ liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố trước đó cho thấy thị phần xuất khẩu vũ khí toàn cầu của Nga đã giảm dần trong những năm gần đây, tụt hậu rất xa so với Mỹ. Pháp đang dần tăng và được kỳ vọng sẽ bắt kịp Nga. Do chi phí quân sự hạn chế trong thời gian dài, Nga chủ yếu đầu tư nguồn lực phát triển vũ khí chiến lược, trong khi việc phát triển vũ khí thông thường lại tụt hậu. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine cho thấy, ngay cả bản thân quân đội Nga cũng thiếu vũ khí thông thường hiện đại. Vì vậy, một số nước, trong đó có Ấn Độ, đã quay sang phương Tây để mua các trang thiết bị
như máy bay chiến đấu, máy bay không người lái. Nói đến máy bay không người lái quân sự, năng lực phát triển của Nga chưa đủ. Thậm chí nước này còn phải dựa vào Iran, vốn đã bị ngăn cản từ lâu. Cuộc chiến tranh Nga-Ukraine hiện tại vẫn đang tiếp diễn và năng lực sản xuất hạn chế của Nga chủ yếu được quân đội nước này sử dụng. Việc xuất khẩu thiết bị hiện đại vẫn còn rất khó khăn. Và Việt Nam cũng không phải là nước giàu, để mua trang bị phải áp dụng mô hình vay mượn để kiểm soát chi phí, trong đó có T-90. Việt Nam cũng mua trang bị phiên bản thấp giá rẻ. Nhìn chung, Việt Nam chưa có lập trường vững chắc và sẽ tận dụng bất cứ bên nào có được, nhưng sẽ không hoàn toàn đứng về phía Mỹ và Nga vì không đủ khả năng để xúc phạm một trong hai cường quốc thế giới này. Có nghĩa là Việt Nam không đứng về bên nào vì chưa có khả năng đối đầu bên còn lại. Thưa tác giả, cũng có thể nói hiện nay, vũ khí Nga cũng bị hạn chế nhiều do Nga sử dụng chủ yếu trong cuộc chiến tranh Ukraine. Nguồn cung cấp vũ khí Nga cho Việt Nam cũng gặp nhiều trở ngại do hệ thống thanh toán quốc tế loại Nga ra khỏi TWIFT. Tuy nhiên, lập trường của Việt Nam là Nga vẫn là đối tác hàng đầu của Việt Nam. Minh chứng cho điều này, đó là vào ngày 15 tháng 8 vừa rồi, Đại tướng Phan Văn Giang thăm Nga và dự diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2023 đã được tổ chức tại Liên bang Nga. Nó đã thu hút được rất nhiều quốc gia khác nhau đến tham quan và mua sắm vũ khí được trưng bày trên các gian hàng quy mô lớn. Diễn đàn là một trong những triển lãm vũ khí trang bị kỹ thuật quốc tế có quy mô lớn nhất thế giới. Trong chuyến thăm Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cũng có các cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang và Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Việt-Nga là mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, gắn bó từ lâu. Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Phù hợp với tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga đến năm 2030, Việt Nam vẫn hướng tới những loại vũ khí do Nga sản xuất vì độ phù hợp và những vũ khí này đã được qua thực chiến. Việc Việt Nam chọn mua vũ khí của Nga thay vì Mỹ không ảnh hưởng tới mối quan hệ với Mỹ. Vì xưa nay, Mỹ vẫn biết rằng Nga là nguồn bán vũ khí lớn nhất cho Việt Nam. Nhưng đến nay, Việt Nam và Mỹ vẫn nâng cấp lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Và đối với công nghệ vũ khí của Nga, đã được nhiều quốc gia trên thế giới tin tưởng và khẳng định chất lượng. Vậy nên, dù có là phiên bản khỉ giá rẻ, nó vẫn tốt hơn dùng hàng Trung Quốc. Và trên hết, vũ khí tối tân chưa chắc đã thắng được trên cuộc trận. Lịch sử đã chứng minh cho thấy, rất nhiều lần, dù địch mạnh đến đâu, trang bị vũ khí tân tiến cỡ nào, thì Việt Nam vẫn luôn chiến thắng. Quy luật của chiến tranh là mạnh được, yếu thua. Trong khi đó, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam chống kẻ thù xâm lược được ví như châu chấu đá voi, võ sĩ tí hon đánh tên khổng lồ. Vì vậy, vấn đề đặt ra làm thế nào để nhân dân Việt Nam khắc phục mọi khó khăn, bất cập về lực lượng và phương tiện chiến đấu và chiến thắng kẻ thù có tiềm lực mạnh về kinh tế và quân sự. Câu trả lời đó là Việt Nam luôn có quân đội nhà nghề, bộ máy vận hành chiến tranh chuyên nghiệp và quan trọng nhất là lòng dân của Việt Nam chưa bao giờ khuất phục dưới bất kỳ thế lực nào. Và lịch sử đã chứng minh cho Việt Nam, không cần nói về xa xưa mà mới đây nhất thôi, đó là Pháp rồi Mỹ phải rút quân về nước và tiếp sau đó là ai năm 1979 rồi cũng bỏ chạy rút quân về nước. Nói về khả năng chiến đấu và vận dụng linh hoạt vũ khí thì quân đội Việt Nam không thua kém một quốc gia nào dù là một đất nước nhỏ bé. Tóm lại, một dân tộc luôn yêu chuộng hòa bình không có nghĩa là một dân tộc không có vũ khí và nghiên cứu phát triển vũ khí. Lịch sử của dân tộc Việt Nam hơn 4.000 năm qua đã minh chứng cho điều này. Quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền và độc lập lãnh thổ đã khiến người Việt sớm biết học hỏi, chế tạo và phát triển vũ khí để chống lại các thế lực thù địch. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt luôn phải đương đầu và đánh bại nhiều kẻ xâm lược hùng mạnh bằng trí thông minh, sáng tạo và tinh thần đoàn kết, độc lập, tự cường. Các thế hệ đi trước đã không ngừng phát triển nhiều loại vũ khí chiến tranh đặc thù, phát huy tối đa thế mạnh của chiến tranh nhân dân. Tiếp bước nối tiếp tương lai, người Việt luôn tự lực, tự cường về vũ khí, vận dụng tối đa sáng tạo, phát triển vũ khí, tận dụng mọi khả năng của vũ khí cũ, góp phần không nhỏ vào bảo vệ sự trường tồn của đất nước và dân tộc Việt Nam. Còn quý vị nghĩ sao về video số này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!